Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh, trên mạng xã hội tiếng Anh, tiếng Trung, ở nhiều quốc gia loan tin về việc Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc đột quỵ ở trong cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương lần 3, khóa thứ 20. Việc đột quỵ này là xảy ra theo những gì mà loan tin là ngày 16 tháng 7 năm 2024, tức là cách đây 2 ngày. Một tờ báo lớn ở bên Ba Lan, đó là báo Gazeta. Đây là một tờ báo tư nhân chứ không phải là báo của nhà nước, cũng loan tin trang đầu. Vậy thì chuyện mà thông tin như vậy có thật hay không, nguồn gốc từ đâu? Nguồn gốc là do trên kênh YouTube của một người gốc Trung Hoa, đó là bà Jennifer Chen. Bà đưa thông tin này trước ở trên kênh YouTube của bà. Sau đó nhiều kênh đưa thông tin này rồi loan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Facebook, Instagram và luôn cả X là Twitter trước đây. Vậy thì có đáng tin tưởng hay không? Thưa quý khán giả, bà Jennifer Zeng trước đây cũng đã từng đưa tin những cái loại lùm xùm như vậy, và bà đã từng khẳng định là Tổng thống Vladimir Putin của Nga đã qua đời. Nên loại đưa tin này đối với tôi không có đáng tin tưởng lắm, không có đáng tin tưởng lắm. Nhất nữa đó, mới đây thôi, người ta thấy những hình ảnh Chủ tịch Tập Cận Bình đi qua bên quốc đảo Solomon, Solomon Island. Những hình ảnh đó cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình còn rất khỏe và rất minh mẫn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, đó là cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương. Thường thì trong quá khứ, đội bác sĩ, y sĩ và các giáo sư bảo vệ sức khỏe cho Chủ tịch Tập Cận Bình cũng như là Tổng Bí thư Tập Cận Bình, họ chuẩn bị rất là kỹ. Trước đại hội thì họ đo máu, đo tim mạch đủ thứ hết và họ chuẩn bị để xem là sức khỏe phải được ổn định để có cuộc họp. Nên nếu có một cái gì đó bất thường thì đã chữa trị trước khi có cuộc họp rồi. Và trong khi cuộc họp, nếu là ngày thứ hai thì sáng đó cũng được đo máu đủ thứ hết để biết chắc là sức khỏe ổn định. Nếu mà trong cuộc họp mà bị cái gì đó liên quan đến sức khỏe thì chắc chắn không có tin tức nào lọt ra ngoài nổi. Vì sức khỏe của Chủ tịch Tập Cận Bình là bí mật quốc gia, làm sao mà Ban chấp hành Trung ương có thể tiết lộ ra ngoài được, chỉ có phỏng đoán. Vậy thì bà Jennifer Zeng, bà phỏng đoán như thế nào? Bà phỏng đoán là tại vì khi Chủ tịch Tập Cận Bình vào trong cuộc họp thì bỗng dưng không thấy xuất hiện nữa. Mấy ngày hôm nay không xuất hiện ở trên truyền thông chính thức thì bà mới loan tin như thế, như một hình thức câu view, câu like. Quý khán thính giả biết, khi mà Ban chấp hành Trung ương họp, những điều kín, những điều mật thì đương nhiên là không có tiết lộ ra ngoài. Và trong quá khứ khi mà họp mật như vậy, những ngày, tức là những ngày là nhiều ngày, không có cơ quan truyền thông báo chí và các vị lãnh đạo không có xuất hiện để mà đưa tin, nên mới vắng mặt chỉ có vài ngày thì bà Jennifer Chung bà đưa lên trên YouTube của bà. Nhưng nó đánh vào tâm lý hiếu kỳ của quần chúng, của người Trung Quốc luôn, nghĩ rằng tại sao Chủ tịch Tập Cận Bình vắng mặt mấy ngày ở bên Mỹ á? Thì người ta hỏi điều đó, thường thường lãnh đạo xuất hiện liền. Nhưng đây không thấy thì họ nói, ôi, đúng rồi đó. Nói như là thiệt vậy đó.
Vậy thì theo tôi á, chuyện này nó không có thật, coi như là 80% nhé. Tôi xin trả lời như vậy. Đối với tôi, cái quan điểm của tôi, chuyện này là không có thật 80%. Còn 20% thì tôi để chống đó, để có sự nghi vấn nào thôi. Vì một cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương liên quan đến sức khỏe của Chủ tịch Tập Cận Bình, chỉ có những ủy viên Bộ Chính trị và những người tham dự mới biết thôi. Nếu mà không xuất hiện trước truyền hình hoặc là trước công chúng vài ngày, đó là chuyện bình thường, đó là chuyện bình thường. Còn mà bảo rằng là đi xuống dưới cầu thang bị té vấp ngã rồi gì á, thì không có hình ảnh nào mà Jennifer Chung á lại đưa tin là có đi xuống cầu thang vấp ngã, vân vân. Tôi rất tiếc cho báo Gazette ở tại Ba Lan đưa thông tin này như là một thông tin chính thức. Tôi xem thấy các đài truyền thông của Mỹ cũng như của châu Âu á, mà chính thức á, như CNN, Reuters, CBS, MSNBC, NBC, ABC không có đưa tin, không có đưa tin. Nhưng mạng xã hội thì quả thật là kinh khủng. Và nhất là sau khi báo Gazette ở tại Ba Lan đưa tin thì người ta càng tò mò hơn. Bởi vậy tôi có câu trả lời. Trước đây chính bà Jennifer Dân này đã từng nói Tổng thống Vladimir Putin chết rồi. Một lần loan tin thất thiệt như thế thì bây giờ có thể là một sự loan tin thất thiệt từ bên phía của bà Jennifer Dân. Nên tôi nghĩ rằng quý khán thính giả, những ai mà xôn xao về chuyện này, thắc mắc đến với tôi, xin hãy bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Nếu có chuyện gì đó thì Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa tin trong những ngày tới. Nhưng bây giờ đó, thông tin này có nhiều nghi vấn hơn là sự đáng tin cậy. Nghi vấn tới 90 mấy%, còn tin cậy có chút xíu à. Nên tôi cũng xin trả lời là tôi có thông tin đó như là một sao quả tạ chiếu lên trên Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhưng mà có thiệt hay không thì tôi cho rằng hơn 80 mấy% không thiệt, chỉ có một chút xíu thôi là có thể thôi. Tại vì Chủ tịch Tập Cận Bình năm nay cũng đã 70 mấy rồi. Sức khỏe mà khi có 70 mấy như vậy thì nếu có một cái sự đột biến nào là có thể nhé. Nhưng mà trong hoàn cảnh của Chủ tịch Tập Cận Bình nó rất khó, là vì sao? Vì đội y tế, bác sĩ, đông y, tây y, các giáo sư lo cho Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi có hội nghị là rất là nhiều. Và trong khi có hội nghị, nếu có chuyện gì mà trục trặc chút xíu thôi là họ vây kín lại, họ lo liền. Không để cái tình trạng mà có thể đưa thông tin ra một cách như là bà Jennifer Dân đưa lên trên YouTube được. Nhưng như tôi vừa mới nói, Chủ tịch Tập Cận Bình đã 70 mấy tuổi rồi. Tới tuổi đó thì cơ thể con người có thể có những đột biến bất cứ lúc nào. Thì tôi vẫn để hở cho con số là khoảng chừng từ 10 cho tới 20% có thể thôi. Còn suy luận của con người bình thường thì tôi cho rằng là 80% là không đúng, còn 20% là có thể. Vậy thì chúng ta đợi trong những ngày tới sự trả lời của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như là truyền thông chính thức của bên Trung Quốc, hơn là chạy theo một người làm YouTube, một YouTuber Jennifer Chung đưa những thông tin đó mà trước đây từng tuyên bố Tổng thống Vladimir Putin qua đời không có thật. Vì sao? Một lần mà không đúng thì những lần khác khó tin lắm. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.